Đây là trường hợp của anh Lý Văn Tịch ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Theo như chia sẻ của bệnh nhân này, thì chỉ sau vài ngày điều trị tại nhà thuốc của lương y Mã Văn Khoa, bệnh bong cơ xương khớp của anh đã tiến triển rõ nét theo chiều hướng tích cực. Và chính bản thân anh cũng không thể ngờ bệnh tình của mình có thể tiến triển nhanh chóng đến như vậy. Theo như lời kể của anh Tịch, trước đây căn bệnh này đã đeo bám anh trong nhiều năm, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, thậm chí cánh tay cử động rất khó khăn. Mặc dù là lao động chính của gia đình, nhưng vì sức khỏe kém nên việc lao động sản xuất bị ảnh hưởng khá nhiều. Chưa nói đến tiền chạy chữa khắp nơi cũng rất tốn kém. Đến nay, anh Tịch đã có thể cử động đôi tay dễ dàng hơn trước rất nhiều. Niềm vui đang dần trở lại với anh và gia đình. Em bị cái bệnh đau cơ khớp này cũng đã lâu rồi. Và em đi chữa rất nhiều nơi rồi mà không khỏi. Thế là cũng đợt vừa rồi cũng có thằng bạn cũng bị thoái hóa thoát vị đế đệm ạ. Thế là nó cũng đi chữa rất nhiều nơi nhưng không khỏi. Sau đó là về đây nhờ thầy khoa chữa, thì thầy khoa chữa được mấy hôm thế là khỏi. Sau là nó mách em lên đây thầy khoa kiểm tra xem. Thế em cũng không nghĩ là bệnh của em nó lâu như thế mà em lên đây mà thầy khoa bắt mạch và thầy khoa chữa cho em được mấy hôm, thế em cảm thấy bệnh của em thế là đỡ rất nhiều. Hôm em mới đến tay của em thì phòng phòng này thôi, không duỗi được, mà đến giờ thì tay của em đã duỗi được như này mà đỡ đau hơn. Nằm cách Bến Tre trung tâm Lào Cai khoảng 500m, từ lâu địa chỉ thăm khám của nhà thuốc lương y Mã Văn Khoa được bệnh nhân mọi miền tín nhiệm với hiệu quả điều trị cao. Khi mà giao thông hiện nay trở nên thuận tiện hơn từ ngày thông tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, thì bệnh nhân mọi miền càng có nhiều cơ hội đến trực tiếp điều trị tại nhà thuốc của lương y Mã Văn Khoa. Lượng bệnh nhân trong 5 năm trở lại đây tại nhà thuốc của ông ngày một tăng lên. Điều đó chủ yếu đến từ sự hiệu quả của những bài thuốc gia truyền của người lương y này mang lại. Những bài thuốc nam mà lương y Mã Văn Khoa sử dụng được gia truyền qua nhiều thế hệ. Lương y là thế hệ thứ 3 kế nghiệp của gia đình. Đây là những bài thuốc có nguồn gốc từ cây cỏ ở vùng núi Tây Bắc của người Tày. Theo thời gian, những bài thuốc này không những được bảo tồn mà còn được lương y Mã Văn Khoa phát triển đa dạng hơn để điều trị cho nhiều trường hợp bệnh nhân khác nhau. Nhiều bệnh nhân đến đây điều trị cũng giống như trường hợp anh Tịch đều không khỏi bất ngờ trước tác dụng của thuốc. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ sau vài ba ngày đã có tác dụng rõ rệt. Từ đó, bệnh nhân càng cảm thấy tin tưởng và cảm phục tay nghề của người lương y họ Mã này. Thì tôi được nghe chỗ nhà anh Khoa này là cắt thuốc thận. Cái bệnh thận của tôi thì nó mới phát hiện ra cách đây khoảng 2-3 năm thôi. Nó cũng chưa đến mức độ hệ trọng lắm nhưng mà đã có hiện tượng hai lần là sỏi đau quá không chịu được. Thì có một lần là mình đã uống cái thuốc ở trong công trường 5 đấy, thì là nó cũng ra được sỏi, nhưng mà được khoảng 6-7 tháng sau thì nó lại tiếp tục đau. Thì vừa rồi đau thì mình được cái anh ở y học cổ truyền của tỉnh anh giới thiệu ra cho anh Khoa này, thì tôi ra đúng lần thuốc đầu tiên tôi đã thấy hiệu quả ngay rồi đấy. Thì tôi uống buổi sáng đau, buổi chiều uống, ngay đêm hôm ấy đã ra là 2 viên sỏi, nó to gần như cạo nhưng sỏi rất là cứng đấy. Thế tôi uống tiếp đến ngày hôm sau thì nữa là mình ra tiếp được 2 viên nữa đấy. Thì chỉ không biết là cái lần thứ hai uống này cặn nó có nhiều hay không biết, nhưng mà cái lần thứ nhất uống đi tiểu là mình đi ra bô nên mình phát hiện nó rất là nhiều cặn đấy, cho nên là mình thấy cái thuốc của chỗ anh Khoa mình thấy là rất chi là hiệu quả. Sinh năm 1963, trong gia đình có truyền thống làm nghề thuốc với 6 anh chị em. Lương y Mã Văn Khoa là con thứ 4, được bố là lương y Mã Văn Sinh và mẹ là lương y Hoàng Thị Xuân truyền lại nghề thuốc nam từ khi tuổi còn đôi mươi. Nhờ trí thông minh và sự đam mê với nghề, cùng với sự chỉ bảo tận tình của hai cụ mà lương y Khoa nắm bắt rất nhanh những bài thuốc nam gia truyền. Nhờ đó mà tới năm 30 tuổi, ông đã có thể chính thức tiếp quản lại nhà thuốc của gia đình. Thứ ba làm nghề thuốc nam này. Em mà là giờ là
tôi cũng chữa về là cái xương khớp, mới là về cái dạ dày, mới là kho thắt đại tràng, mới là về cái thận tim phổi, mới là tôi chữa cái đấy. Chữa thì tôi chữa rất nhiều rồi, nên là không phải ít người, nên là từ Nam Định, Hải Phòng, mới là từ là ở dưới Đông Anh, Hà Nội lên nhiều nhất. Lương y Mã Văn Khoa nói rằng, ông là người may mắn bởi trong công việc của mình luôn có sự ủng hộ đồng hành từ người vợ, đó là lương y Bùi Thị Huệ. Như một cái duyên thiên định với nghề thuốc nam, khi về làm dâu nhà họ Mã, cô gái trẻ Bùi Thị Huệ năm nào đã được tiếp xúc với cây thuốc nam với niềm say mê, yêu thích. Khi đó hai vợ chồng còn trẻ thì hai cụ giao nhiệm vụ đi lên rừng lấy thuốc. Qua những lần như vậy, các cây thuốc nam được lương y Bùi Thị Huệ nhớ mặt và thuộc lòng dược tính của chúng. Nhận thấy người con dâu của mình yêu nghề, nên hai cụ đã quyết định truyền lại những bài thuốc nam để sau này hai vợ chồng cùng nhau làm thuốc cứu người. Nhờ vào cái tâm, cái đức với nghề mà bệnh nhân tìm đến nhà thuốc vợ chồng lương y Mã Văn Khoa ngày một nhiều. Thời gian mà ông bà cụ yếu không làm nữa thì ông bà lại truyền cho vợ chồng tôi. Thì vợ chồng tôi đã tiếp nhận và đã hoạt động cái nghề thuốc này từ đấy, từ năm 2006 là bắt đầu là chính thức tôi làm. Là trước kia là có làm nhưng chỉ là phụ cho ông bà thôi. Còn từ cái năm 2006 là đã chính thức ông bà giao cho để làm. Thế thì từ đấy đến giờ thì nói chung vợ chồng tôi cũng đã thu hút được rất nhiều khách mà ở các nơi về chữa trị, có khi chữa trị tại nhà, rồi chữa trị lấy thuốc về từ nhà uống. Thì qua quá trình đấy thì cũng thấy thuốc có gia đình mình có hiệu quả. Thì từ tiếng nói từ ở bệnh nhân thôi, còn gia đình tôi thì không quảng bá, không có cái vấn đề gì để làm mà tự mình nói là thuốc mình hay. Thế nhưng mà tiếng nói từ bệnh nhân. Ngoài những thang thuốc nam làm nền tảng cho việc điều trị, thì lương y Mã Văn Khoa còn học tập trao dồi thêm một số các phương pháp khác để tăng hiệu quả chữa trị như xe mạch, đốt ngải, hướng dẫn cho bệnh nhân các bài tập vận động để nhanh khỏi bệnh. Thuốc nam mà nhà thuốc hiện nay sử dụng được điều chế thành nhiều dạng khác nhau, phần nhiều là thuốc sắc đun uống truyền thống, ngoài ra còn có thuốc bột, thuốc đắp. Theo mức độ bệnh nặng hay nhẹ, theo cơ địa mà sử dụng linh hoạt cho phù hợp. Cái nếu mà nó chuyên về xương khớp thì cái vị của xương khớp nó phải nhiều. Còn những cái phụ cái không phải xương khớp thì cô gọi là nó là hỗ trợ để cho cái xương khớp thì nó không nó bài tiết cùng với cái bệnh đấy. Đây là bệnh đau xương. Cái này là cái bệnh cây dứa rừng. Cái này gọi là tiếng Tây gọi là cây thảm giang. Thảm giang. Như vậy mới thấy được cái khó của người bốc thuốc nam. Phải rất kỹ càng, cẩn thận, liều lượng gia giảm phải tuyệt đối chính xác thì thang thuốc mới hiệu quả. Trong từng cử chỉ, người ta đều thấy được tâm huyết mà vợ chồng lương y Mã Văn Khoa dành cho sự nghiệp chữa bệnh cứu người. Một ngày làm việc của nhà thuốc thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc khi mặt trời đã lặn. Giờ đây, lượng bệnh nhân tìm đến ngày một đông hơn, cũng đồng nghĩa với việc áp lực dành cho hai lương y ngày càng lớn. Thế nhưng lời dạy về y đức của tổ tiên để lại luôn là động lực để hai vợ chồng lương y Khoa Huệ cố gắng hơn với nghề. Thầy Thích Trúc Đại Nghĩa, các thầy là đang tu ở Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác Sa Pa, thì các thầy xuống dưới này chùa Cam Lộ, các thầy an cư kiết hạ. Thế cũng nghe tin của bác Khoa đây, thế sau đó bảo chữa bệnh thì thầy sang, thầy cũng bắt mạch thì cái lưng với cái cổ của thầy nó đau, thì tức là cái đốt đi chiếu trục thì nó có cả hai đốt cái cổ nó bị thoái hóa và ba đốt sống lưng, nó là thắt lưng ấy. Thì bác cũng bắt mạch cho thầy thì thầy cũng thấy nó đúng như cái bệnh của thầy, ngủ nó cũng tốt,
thế cho nên là còn mới đốt bác cái vừa bóp vừa hơ cái thuốc ngải gì đấy thì thầy cũng thấy nó cũng đỡ một phần nào ấy. Mới có được qua 2-3 ngày nay thôi. Để đảm bảo đủ thuốc phục vụ cho bệnh nhân, cứ khoảng giam 3 ngày, Lương Y Bùi Thị Huệ cùng các con lại lên rừng kiếm thuốc. Khi lấy thuốc về, công việc bào chế cũng đòi hỏi những khó khăn không kém. Theo như chia sẻ của Lương Y thì không phải cứ cây thuốc nào lấy về cũng có thể sử dụng. Nhà thuốc chỉ dùng những cây thuốc đạt chất lượng, cây nào kém sẽ loại bỏ. Sau khi đã chọn được những cây thuốc tốt nhất, cả gia đình sẽ tham gia vào việc băm chặt thuốc. Ngay cả cụ Xuân tuổi đã cao cũng cầm dao băm thuốc cùng các con cháu. Cụ bảo nghề thuốc nó ngấm vào máu rồi, ngồi một chỗ nó cũng buồn chân buồn tay. Thế mới biết tình yêu của cụ với nghề thuốc nam này nó lớn như thế nào. Nếu hôm nào trời nắng thì việc phơi thuốc sẽ dễ dàng. Gặp hôm trời mưa, âm u, thuốc sẽ được sao trên những chiếc chảo lớn như thế này để đảm bảo thuốc sẽ khô. Theo ghi nhận của chúng tôi, việc bào chế thuốc tại đây hoàn toàn bằng thủ công chứ không sử dụng đến hóa chất bảo quản. Với tấm lòng nhân ái và đồng cảm với bệnh nhân, đã có nhiều trường hợp hoàn cảnh éo le được vợ chồng Lương Y Mã Văn Khoa cứu chữa miễn phí hoàn toàn. Theo như chia sẻ của hai Lương Y thì họ luôn coi việc làm thuốc cứu người cốt là ở cái tâm. Người thầy thuốc nam giàu là ở niềm tin của bệnh nhân chứ không phải ở vật chất báo đáp. Giờ đây, truyền thống làm thuốc nam của gia đình Lương Y Mã Văn Khoa sẽ vẫn được tiếp nối bởi các con của ông. Chúng tôi tin rằng với những cống hiến xuyên suốt hàng thế kỷ qua trên mảnh đất này, nhà thuốc của Lương Y Mã Văn Khoa sẽ còn ghi lại nhiều dấu ấn hơn nữa trong việc bốc thuốc cứu người, mang sức khỏe đến với bệnh nhân mọi miền.